Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cả nước đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao và đã có 50 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Trong công điện mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của Chính phủ đề ra. Tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm phép vaccine ngay tại nhà cho những người không thể đến nơi tiêm tập trung. Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tham khảo ý kiến của các chuyên gia về việc tiêm vaccine các mũi tăng cường phòng COVID-19. Theo Bộ Y tế, đến nay, cả nước đã tiêm chủng hơn 164 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 14,3 triệu người đã tiêm mũi 3. Tại Đà Nẵng, hiện ngành y tế và các địa phương cũng đã tiêm mũi 3 cho hơn 104.000 trường hợp.